Còn đây là hạt sen mình đã cắt vỏ, mình ngâm từ ngày 7 tây nè. 7 đến 9 tây nó sẽ nảy mầm được như đây ha. Thì ví dụ 7 tây đi, để 1 tuần là 14 hoặc 10 ngày nữa là 20 17, 14 hoặc 17 là mình có thể trồng ra bồn đất. Chuẩn bị cái chậu bồn hoặc đất trước. Mình cứ thả vào đó cho nó tự phát triển luôn ha, không cần phải ghim mà trồng sâu này nọ đâu. Cái bồn đất chuẩn bị ổn, chọn một ít phân bò hoặc NPK vào nhẹ nhẹ vào được rồi, không cần phải làm nhiều phân bón quá để cây không bị ổn ha. Đến giai đoạn mình trồng mình sẽ quay video tiếp. Thì nãy giờ mình đã cắt được một số hạt sen để gieo ha. Chứ sen cần hạt đây là sen của hạt sen quay âm hồng. Quay âm hồng ha. Mình sẽ cắt cái phần có hai đầu. Đầu nhọn này mình không cắt. Cắt cái đầu lõm ha. Lõm dấu chấm nè. Lõm dâu sẽ cắt đầu này cho mầm nảy ra. Thì mình sẽ ngâm nước trước ở trong cái chén viên rộng hơn để cho nó cái mầm này như thế này, thả vào sau 2 ngày sẽ nảy mầm, 2 đến 3 ngày tùy theo hạt tươi mới hay là cái hạt để lâu. Mình ngâm ở trong không gian nó rộng như thế này ha, từ 2 lít trở lên đó, thì sẽ hạt sen nó sẽ ra mủ. Nếu có đục mỗi ngày hay đến một lần thì nó sẽ không bị hư cây. Còn ngâm trong không gian nhỏ quá như cái chén này hoặc cái tô thì nó sẽ, mình không hay nước thì nó sẽ mau hư, mầm lên nó bị nhớt, nó hư ha. Hoặc thả hẳn vô hồ cá, nước độ ổn định càng tốt, lúc đó không cần phải hay nước nữa. Hồ phải rộng ít nhất cũng hồ 1 mét, cao 50 ha, chứ đừng có thả cái hồ bé tí mà nhiều hạt sen quá thì ra mủ nó bị hư. Cắt cái đầu lõm như thế này ha, đầu lòi để lại, cắt đầu lõm thôi. Mình ngâm nước á, trước thì nó sẽ vỏ nó mềm, còn không thì nó cứng nó khó ha. Rồi, cái hạt này nó bị phạm một tí nè, thì kỹ thì mình để riêng. Tạm thì cái phần dạ, cái hạt hạt á, cái phần mình ăn á thì nó sẽ ra mủ nhiều, thì bỏ riêng để mình dễ xử lý. Còn khi mình cắt ra được không bị phạm vào, thả vậy ha. Ngâm nước có nắng không nắng cũng được, 2 ngày có nước nó thấm vào thì nó sẽ có dấu hiệu nảy mầm hơn.
mình cắt thiệt là 1/4 hạt, phải một tí không sao ha. Cái hạt nó không phạm nè, sẽ như vậy, cắt phần vỏ thôi. Ở đây mình ngâm ít thì bình thường ngâm cứ ngâm 15-20 phút, cái vỏ nó mềm dễ cắt hơn. Như phần này cắt chuẩn rồi ha. Còn khi nào cái phần vỏ mà nó thấy nó mình cắt ít quá đó, cũng ngâm 2 ngày thì vỏ nó nở ra gỡ cũng được, chứ đừng có gỡ cái phần cơm thôi, thì nó đang nảy mầm á, để nuôi dinh dưỡng á, gỡ phần vỏ bỏ được thôi, chứ đừng có bỏ 2 cái lá mầm của cơm ha. Thì là ok, chuẩn đẹp hơn nhất. Nên về xe nó mua hạt thì nó sẽ có dấu hiệu là lai, kiểu nếu mình đây mình trồng một loại cây ngâm hồng thì nó không lai ha. Còn mà nếu mua mà chuẩn giống á, rồi chỗ uy tín mua, còn bình thường mình trồng sen bằng cũ thì sẽ tốt nhất, nó sẽ chuẩn giống ha. Còn con lai thì nó sẽ khả năng hạt có khả năng lai. Đây mình trồng một loại thì nó không lai ha. Ngâm thì ngâm cái chậu ít cũng 2 lít trở lên, cái ca cái thao á, đừng có ngâm một đống gì, không có ngâm một đống trong cái chén gì nữa ha, cho nên mà nó không thấy nước á. Không thấy nước thì nó sẽ nước nó đục, thì cái cây của mình nó sẽ có hiệu nãy mầm kém, kiểu nó lên rồi sau đó nó bị nhớt nhiều quá đục, nó nghi hư nước á, thì nó sẽ bị chậm phát triển cũng như là nó bị húi cây ha. Lưu ý mỗi ngày mình thay nước một lần, nhưng không có ngâm đây dù rất là cực, thả vô đây rộng hoặc mình thả hẳn vô hộp cá của mình để gieo. Ở đây thì chờ 2 ngày sau nãy mà mi rồi mình sẽ thả hồ cá luôn để đỡ thay nước.